lâu rồi. Đó, cái đó vẫn đang quay. Đó, đây là thành phố Châu Đốc đây. Đó, đây là thành phố Châu Đốc. Đồng là ruộng không ạ? Tốt đầu kia. Tốt đầu kia là Châu Đốc. Đó, Châu Đốc đó, Châu Đốc. Đây là cái cổng tham quan. Đó, đó. Đèn đèn chưa đã là chưa đọc lắm thôi chưa đã là chưa đọc vừa mình đi vòng vòng ở đó rồi mình đang xoay quay đó là vợ mình đó là vợ mình à, đó bà đang quay phong cảnh của Châu Đốc, thành phố Châu Đốc. Bà ở trên nơi trên đường đi đi Sam, đó là trên phong cảnh, đó là trên núi Sam. Đó, mình quay đây. Mấy anh đó là mấy anh thợ chụp hình. Đây là cái xe của mình đây. Hôm nay mình chạy xe này lên. Đó. Xe của mình sẽ là xe đẹp lắm. Đây. Trên đó là cái chỗ bà Mỹ Sam ở trên đó, ngồi trên đó. Rồi ta lấy xuống dưới là dưới ở chỗ bà hiện tại đó. Bây giờ mình đang đi lên, lên cùng với vợ mình. Đó, cho mình đang đi lên trên con đường, đi cầu thang đi lên tới. Chỗ này là chỗ bà đỉnh núi Sam. Đó, trước đó là bà ngồi ở đây. Đó, trước bà là bà ngồi ở đây. Je suis monté ici pour filmer. Hein?
Phong. Phong là photo thì Phong xa. Ici Phong là photo. À, ça y est, c'est là. Deuxième, bon. Cho không nè. Cho đâu có thắng, đâu có đổ gì. Chỗ này là chỗ bà chú sứ, chỗ kỳ xuống chùa ở dưới là ở đây. Đường này cũng phải đường xuống nhau thầy tử hả em? Đúng không? Có phải đường đi đường này không? Xuống nhau thầy tử. Hay là đường bên kia xuống kia đó, đó đâu đường kia kìa đó. Phải không? Trời muốn đổ mưa chứ. Lỡ mai ông trời sập xuống. Nói lại đây. Nghe ta nói là tượng Phật, tượng bà đang ngồi ở đây. Giờ ta lấy xuống dưới kia. Đó là cái chỗ này. Bữa
theo người ta nói thì cái mão của bà nó cái này dương là làm đó. Đó, bà đang đứng quay đó, cái này là chỗ bán là bán bún cá, bán đầy đủ hết. Đó, đây là vợ mình đây, mình chạy xuống, dọc xuống dưới kia. Đó, từ chỗ này là đường đây là đường đi núi cấm mới tốt đâu kia, núi cấm á. Đây là cái chợ. Chưa gì biết chết rồi đó. Đó thẳng đó là đi ra núi Cấm, đi ra Tiền Biên, đi ra Hà Tây, đi đi tùm lum tà la, đi tùm lum hết rồi đó. Đi dùng bảy núi, ra dùng bảy núi đó, đi đường đó đó, thấy không? Đi. Đây là cái cảnh của Châu Đốc. Còn bên kia nữa đó là bên Campuchia, là đất Campuchia bên kia. Mình thì ở giáp giới rồi. Có cô. Đó giờ. Đây là. Đi tùm lum. Kia. Là bảy núi, núi Cấm là đầu đó đó, rồi bên kia là bên Campuchia, qua bên dưới Campuchia, đây là đi xuống rồi, đi thẳng rồi, đi xuống rồi. Được chưa? Làm sao thì em làm. Quay xuống thì quay xuống. Go. Rồi. Rồi. Ừ. Giờ mình đang chạy xuống đây, vợ mình nói từ từ cho mình bỏ số 1 xuống cho nó chạy từ từ xuống rồi. Cô cấm lửa mình chạy số 1 cho nó xuống cho nó kéo thang thang motor. Thẳng động cơ để kêu. Đó, mình chạy xuống chạy từ. Này mình chạy xuống chạy từ, mình có dám chạy lại, chạy nhanh như người ta. Cho mẹ dốc ghê luôn. Rồi mình sẽ ghé chùa ở đây, chùa Long Sơn,
rất nhiều người kiểu đang sợ. Chúng ta nghỉ mát. Có cái chòi dễ thương ghê. Quay cái cảnh núi đẹp này, cảnh đá đẹp ghê luôn, cái cảnh đá này đó. Quay chung là anh đi xin sẽ lên chùa. Chùa Lăng Sơn ở trên này. Xuống dưới như thế. Chùa Lăng Sơn. Đó, chỗ này là chùa Lăng Sơn này. Uống được. Đây là mình ghé uống sữa đậu nành xong mình muốn chạy lên trên chùa. Đi xì theo phải không em? Đi xì chứ phải không? Này luôn kia phải không? Chúng này. Mình đậu xe luôn đi. Đây, mình đậu xe. Ôi đây. Xuống ở đây. Anh đưa em đó.